thành công sau không ít vai diễn ấn tượng trên phim truyền hình. Thế nhưng nhắc đến Diễm Hằng, khán giả lại nhớ ngay đến hình ảnh của cô nàng cá tính trong bộ phim đình đám Nhật ký vàng Anh hay cô nàng nội tâm sâu sắc Casey trong Bí mật tam giác vàng. Sở hữu một làn da trẻ trung mịn màng, nhưng ít ai biết được nỗi lo luôn thường trực của Diễm Hằng lại chính là vấn đề phiêu lông. Do đặc thù công việc, Diễm Hằng thường xuyên phải lựa chọn những trang phục như đầm dạ tiệc, váy và đôi khi sự hiện diện của những sợi phiêu lông bé nhỏ khiến cho cô nàng cảm thấy mất tự tin. Sau một quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng, cuối cùng Diễm Hằng cũng đã chọn cho mình một giải pháp loại bỏ phiêu lông vĩnh viễn để tự tin khoác lên mình những bộ đầm điệu đà hay thỏa sức với quần sóc, áo hai dây khi xuống phố và dạo chơi cùng bạn bè. Dù rất bận rộn với công việc nhưng làm đẹp luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Diễm Hằng. Và ngày hôm nay, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, nàng diễn viên xinh đẹp đã sắp xếp đến với thẩm mỹ quốc tế Bali để nhận được những lời khuyên về một giải pháp triệt lông vĩnh viễn. Tại đây, Diễm Hằng được các bác sĩ chuyên gia giàu kinh nghiệm tư vấn kỹ càng cho cô về tác dụng của công nghệ triệt lông vĩnh viễn Extra 818. Những thông tin này giúp cho cô hiểu rõ hơn lý do vì sao mà công nghệ Extra 818 luôn là sự lựa chọn hàng đầu của phụ nữ hiện đại trên khắp thế giới. Là con gái, Diễm Hằng từng chọn cho mình những bộ trang phục khỏe khoắn và có phần gợi cảm. Nhưng trước đây thì Diễm Hằng không cảm thấy tự tin khi mặc trên mình những bộ trang phục như vậy. Bởi vì trên cánh tay của mình có những sợi lông li ti trông rất đáng ghét và thiếu thẩm mỹ. Qua một người bạn thì Diễm Hằng đã đến với thẩm mỹ quốc tế Bali. Và tại đây, sau một thời gian ngắn sử dụng công nghệ Extra 818 thì làn da của Diễm Hằng không chỉ khỏe khoắn hơn, láng mịn hơn mà những sợi lông li ti trước đây cũng không còn nữa, và Diễm Hằng rất vui vì điều đó. Một lần nữa, Diễm Hằng xin được cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Bali rất nhiều. Vậy chúng ta đã khám phá ra bí mật của cô diễn viên cá tính Diễm Hằng chính là công nghệ triệt lông vĩnh viễn Extra 818 tại thẩm mỹ quốc tế Bali 601 Kim Mã, Hà Nội. Tuy nhiên, ưu điểm của công nghệ này là gì và vì sao nó lại được nhiều ngôi sao tin tưởng lựa chọn? Chuyên gia tại thẩm mỹ quốc tế Bali sẽ lý giải rõ hơn về vấn đề này. Công nghệ Extra 818 là bước tiến mới của các nhà khoa học trên thế giới trong việc tìm kiếm các giải pháp triệt lông vĩnh viễn. Các vấn đề gặp phải khi điều trị triệt lông như lông mọc lại vẫn dày và đen, điều trị gây đau rát đều được loại bỏ khi ứng dụng điều trị triệt lông với công nghệ này. Với kỹ thuật cao cấp, làm Extra 818 trở thành một thiết bị triệt lông hoàn hảo cho các thẩm mỹ viện và spa hàng đầu trên thế giới. Extra 818 hoạt động với các mức năng lượng trong tự cài đặt có thể đạt 31G trên 1cm2 với cường độ lên tới 4.000W. Các tế bào melanocyte và tế bào ma trận hoạt động ức chế nguồn dinh dưỡng đến nang lông. Nhờ đó, những sợi lông đen cứng được loại bỏ tận gốc, lỗ chân lông được thu nhỏ và se khít, ngăn ngừa tình trạng viêm da, làm sáng những vùng da bị thâm đen và xỉn màu, làn da trở nên sáng mịn. Sau một thời gian, lông mọc lại tơ và mảnh, rất khó nhìn thấy bằng mắt thường. Công nghệ triệt lông Extra 818 sẽ là lựa chọn tốt nhất cho các chị em trong việc triệt lông vĩnh viễn và làm đẹp da. Công nghệ cao cấp này hiện nay đã có mặt tại Việt Nam, ở tại thẩm mỹ quốc tế Bali 601 Kim Mã, Hà Nội. Tại đây, bạn sẽ được triệt lông vĩnh viễn tại các vùng da theo yêu cầu mà không để lại sẹo và vết thâm, không tái phát, không gây ra các tác dụng phụ và viêm nang lông, và có một làn da mềm mại, mịn màng, tự tin hơn mỗi ngày. Không chỉ là địa chỉ đầu tiên tiếp nhận chuyển giao công nghệ triệt lông tiên tiến Extra 818, thẩm mỹ quốc tế Bali còn được xem là trung tâm làm đẹp luôn tiên phong trong việc lựa chọn những công nghệ làm đẹp đẳng cấp tại Hà Nội. Và minh chứng cho sự đi đầu này đó là rất nhiều những sự kiện chuyển giao công nghệ làm đẹp của các hãng thẩm mỹ hàng đầu trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp đến với thẩm mỹ quốc tế Bali. Không chỉ hài lòng với công nghệ làm đẹp, khách hàng còn luôn nhận được sự tư vấn nhiệt tình của đội ngũ bác sĩ chuyên gia làm đẹp mỗi khi họ đến với Bali. Đó không chỉ là sứ mệnh mà còn là niềm tự hào của thẩm mỹ quốc tế Bali trong hành trình chăm sóc và làm đẹp nhan sắc cho phụ nữ Việt.